Hành Duy xin chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 69 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc dài tập Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bất chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 69 Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, Trường Tâm Bất Không lúc bấy giờ cực kỳ đau đầu. Lý Huyền Phong là người thay thế chú rể Lý Huyền Cơ tới đón dâu. Hiện giờ người đón dâu bị Diệp Húc liếc một cái chừng chết. Hắn ta cũng không biết nên nói như thế nào với Lý Huyền Cơ và Thiên Vương Phủ. Thịnh Thúc cũng hồ đồ rồi, lại đi mời Diệp Ma Đầu ác danh rõ ràng đến làm khách như vậy. Hắn ta cau mày liếc Diệp Húc, chỉ thấy Phượng Yên Nhu đang nâng hắn đi ra ngoài phủ từng tôn. Hắn thầm nghĩ, Diệp Phong chủ thật sự mù rồi sao? Nếu như hắn ta mù rồi thì lúc này quả thật chính là thời cơ tốt nhất để tiêu diệt hắn. Đáng tiếc mình đã thành thân rồi, hơn nữa hiện giờ lại là ngày vui của sư thiếp kia. Đầu của Diệp Húc giờ phút này giống như một khối kim nguyên bảo, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng muốn hái nguyên bảo xuống mang đến Thiên Yêu Cung. Thậm chí cả Trường Tâm Bất Không cũng không thể không động tâm, nội tâm dãy giụa, tâm ma nảy sinh, thậm chí bằng cứ bất cứ giá nào, ngay cả bỏ vợ cũng đã nghĩ đến. Có thể thấy được tin Diệp Húc mù chấn động ra sao. Ngay cả một số người vốn không định động thủ với Diệp Húc cũng đã biến thành đối thủ. Phượng Yên Nhu thật cẩn thận đỡ Diệp Húc, lo lắng mà nói, sư huynh, đôi mắt của huynh. Đôi mắt của ta không có việc gì cả. Diệp Húc khai mắt mở mịt, con ngươi phóng to, trên mặt lại lộ ra thần sắc quật cường. Đột nhiên hai mắt của hắn như tìm thấy một chút tiêu cự, nhìn thẳng về phía một lão giả tiến đến làm tân khách, chắp tay áy náy nói, bất công huynh, đã quấy rầy chuyện vui của lệnh muội, Diệp Mỗ thật sự là xin lỗi mà. Chờ giết những kẻ đó xong, Diệp Mỗ sẽ tự mình đến buổi lễ. Trường Tâm Bất Không ở phía sau hắn ho khan một tiếng, có chút lúng túng mà nói, Diệp Phong chủ, ta ở chỗ này cơ mà. Hắn ta thở dài trong lòng, Diệp Phong chủ quả nhiên sắp mù rồi. Ta nghe nói hắn ta ác chiến với Úc Khánh Sơn ở đại mạc Tây Hoang kia, lấy hai mắt tới khởi âm dương nhị khí đuổi giết Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn có thể sánh với cao thủ nguyên thai kỳ, Diệp Phong chủ chắc chắn sẽ phải dùng hết thế võ toàn thân để đối phó rồi. Hắn ta hẳn là mắc tật ở chỗ nào đó. Âm dương nhị khí không có thực lực từ nguyên thai kỳ trở lên thì căn bản không thể thoải mái phát huy uy lực được. Hai đạo linh khí này với thân thể hắn gánh vác quá lớn. Mà Phượng Yên Nhu gấp đến độ sắp khóc, Diệp Phúc khẽ nhéo lòng bàn tay của nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, đột nhiên chớp chớp ra hiệu cho nàng an tâm chớ nóng nảy. Phượng Yên Nhu trong lòng mừng khôn xiết cũng không thể hiện ra ngoài. Đột nhiên lặng lẽ thò tay ra, ở dưới nách của hắn nhém một cái thật mạnh. Diệp Phúc nghiện đau, hướng nàng nhai răng, Phượng Yên Nhu lại dùng lực nhéo cái nữa. Đám người Độc Cô Phong đều chắc chắn rằng Diệp Phúc tuy còn có chút thị lực nhưng đã không cách nào nhìn rõ mọi người được. Điều này với bọn họ mà nói quả thật là một tin rất tốt. Độc Cô Phong, Vi Đà, các người cho là hai mắt của ta không còn tốt thì không làm gì được các người hay sao? Diệp Húc đi ra khỏi Trường Tuân Phủ, rời khỏi tòa thành này, cười lạnh mà nói. Hắn ra hiệu cho Phượng Yên Nhu tránh ra, phóng người lên. Đỉnh đầu của hắn treo một khẩu đại đỉnh, trong đỉnh chân nguyên hình thành những con mắt to lơ lửng bên cạnh hắn. Những con mắt đó trông khá sống động, mắt ưng, mắt phượng, mắt rồng, mắt rắn, mắt mèo, mắt hổ hay mắt báo, đủ mọi chủng loại. Hiển nhiên thị lực của hắn đã kém, lấy thiên lý nhãn loại vũ pháp này để thay thế đôi mắt của mình. Loại thủ đoạn này làm cho người ta cảm thấy mới lạ, không thể không tán thưởng trình độ vô pháp của hắn đã xuất thần nhập hóa. Các người, ai lên tìm chết trước đây? Diệp Húc khởi động Bạch Vũ Tán ở trong tay, từ trên cao nhìn xuống mọi người, mỉm cười nói. Hay là các ngươi cùng tiến lên đi, để ta tiến tất cả lên đường. Một kẻ mù loa mà cũng dám to mồm như vậy sao? Đậu Trọng Sơn cười lạnh, đột nhiên thẳng người nhảy lên, đứng đối diện với Diệp Húc, đỉnh đầu của hắn nguyên thai từ từ dâng lên. Sáng ngời lấp lánh, giống như có một không gian rất lớn. Đây là tu luyện đến tam thai cảnh,
lấy nguyên đan làm mô thai. Cùng lúc đấy, nguyên thần của hắn nhập vào nguyên thai, chỉ thấy một con quái điểu xuất hiện bên trong nguyên thai. Con chim này vân hồng mỏ trắng, đứng một mình, mở rộng hai cánh dương cánh bay múa trong nguyên thai của hắn. Lập tức trong nguyên thai của Đậu Trọng Sơn tràn ngập những đám hỏa diễm. Tất Phương, Tất Phương! Quái điểu kêu to, thanh âm vang dội, Tất Phương, Tất Phương. Đó là nguyên thần của hắn, nguyên thần tam thai cảnh. Mắt thường có thể nhìn thấy, hữu hình, vô chất. Được vũ sĩ tam thai cảnh đặt bên trong nguyên thai, chăm sóc cẩn thận. Chân nguyên dung nhập, nguyên thần biến ảo thành hình. Huyễn thai sở dĩ là huyễn thai là vì chúng mang theo nguyên thần dung nhập vào trong nguyên thai. Nếu như nguyên thần hoàn toàn dung nhập vào nguyên thai, đó chính là nguyên thai kỳ. Đậu Kiến Đức Tổ của Đậu Gia Đại Đường tu luyện Tất Phương Liệt Hỏa Kinh, tu luyện nguyên thần, chính là cường giả đạt tới tam bất diệt cảnh, từng tranh phong cùng Thái Tông Hoàng Đế Đại Đường, cướp đoạt hoàng đế vị. Sau khi Đậu Kiến Đức mất đi, Tất Phương Liệt Hỏa Kinh liền trở thành tuyệt học của Đậu Gia. Bên trong các thế lực đệ tử, chỉ có đệ tử có nguyên thần Tất Phương mới có thể tu luyện được. Phá cho ta! Đậu Trọng Sơn mở miệng quát lớn, bên trong huyễn thai một bàn tay to thỏ ra, đột nhiên hóa thành một con Tất Phương bốc cháy hừng hực. Hai cánh liền mở ra, xải cánh vạn dặm, vù một tiếng liền bao phủ tất cả con mắt chân nguyên. Ngọn lửa quanh thân của Tất Phương đó là tam muội chân hỏa trời sinh, trong nháy mắt liền đốt cháy hết thảy tất cả con mắt chân nguyên của Diệp Húc. Diệp Húc một thân áo lam, cầm Thiên Cơ Tán ở trong tay, đắm chìm trong tam muội chân hỏa. Ô trắng từ từ xoay tròn, bức tam muội chân hỏa ra, có vẻ thoải mái, vẫn còn dư lực. Tất Phương kêu to một tiếng, lộ ra móng vuốt chộp tới Thiên Cơ Tán của Diệp Húc. Diệp Húc một quyền đánh ra, ngàn thú tề phi xé mở con Tất Phương này. Mọi người thấy thế đều thở dài nói: Diệp Phong chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, phong hoa tuyệt đại, đáng tiếc là đôi mắt đã mù rồi, chỉ sợ đây là trận đấu cuối cùng của hắn ta thôi, từ nay về sau sẽ thất truyền. Đậu Trọng Sơn nhìn về phía Thiên Cơ Tán, cười ha ha, tự mình ra tay, điểm nhiên mà nói: Ồ, bà bối tốt, sẽ về ta mà thôi. Chúng ta sao có thể để cho Đậu huynh giành chức được đây? Đậu Cô Phong và 5 người đều phóng lên cao. Đầu đính, huyễn thai, các loại yêu thú dị chủng, thượng cổ nguyên thần đều được bày ra, xuất hiện bên trong huyễn thai. Đây là những nhân vật xuất sắc nhất trong bát đại trụ quốc, thế gia đại đường, đều là cao thủ đã luyện ra huyễn thai. 6 quả huyễn thai xuất hiện, khí thế khổng lồ quấy động thiên địa, thậm chí khiến cho nhiều vũ sĩ đang xem chiến ở trong thành, người tu vi thấp, cả chân nguyên cũng bị áp chế ở trong cơ thể, không thể động đậy. Khí thế của bọn họ mênh mông cuồn cuộn, quét sạch hết thảy những áng mây trên trời cao. Đầu của Diệp Phong chủ vẫn nên để ta tự lấy đi. Đám người Độc Cô Phong cùng ra tay ngăn cản bàn tay chân nguyên của Đậu Trọng Sơn, miễn cho Diệp Húc bị giết chết. Đậu Trọng Sơn giận dữ nhìn về phía đám người, điềm nhiên mà nói: Độc Cô Phong, La Tín, Vi Đà, Dương Văn Cử, Đan Hùng Phiên, 5 người các ngươi nhất định là phải đối nghịch với ta hay sao? Được, cũng tốt thôi, tạm thời bỏ qua cho đầu Diệp Thứ Bảo, lão tử giải quyết tất cả các ngươi trước vậy. 5 người kia cười ha ha, ánh mắt lạnh lùng, châm chọc mà nói: Đậu Trọng Sơn, ngươi muốn trở thành phò mã Thiên Yêu Cung, còn phải hỏi qua xem chúng ta có đồng ý hay không kìa. Phò mã Thiên Yêu Cung, dưới một người, trên vạn người, dù là thấy đường hoàng cũng có thể ngồi ngang hàng được. Loại chuyện tốt như vậy làm sao lại đến lượt đầu huynh được. 6 người bọn họ đứng ở giữa không trung, bao vây Diệp Húc ở giữa, như bố thành một vòng tròn lớn, phòng bị lẫn nhau, đều tự nổi huyễn thai lên, chuẩn bị một kích mạnh nhất. Diệp Húc khẽ khẽ ho khan một tiếng, mỉm cười nói: 5 người các ngươi cùng nhau lên đi, ta một phát giải quyết cả lũ vậy. Sao, 5 người ư? La Tín cười khẽ nói: Diệp Phong chủ, đôi mắt của ngươi dùng không tốt rồi. Những người khác cười ha hả, bọn họ rõ ràng có 6 người, chỉ có Dương Văn Cử chưa từng mở miệng mà thôi. Thậm chí Phượng Yên Nhu cũng không nhịn được mà lo lắng cho Diệp Húc. Chẳng lẽ Diệp huynh thật sự mù rồi sao? Nhưng mà nãy giờ mắt huynh ấy rõ ràng lóe sáng mà. Diệp Húc mỉm cười nói: Thì mặc kệ các ngươi là 5 hay là 6, hôm nay tất cả phải chết ở chỗ này. Kiều đình tề xuất, chấn áp tất cả. Hắn đột nhiên mở miệng quát lớn, 9 khẩu đại đỉnh phóng lên cao. Bên trong mỗi một khẩu đại đỉnh đều có một quả huyễn đan ẩn ẩn tản ra áp lực vô cùng khủng bố. 9 khẩu đại đỉnh này vừa mới xuất hiện, liền thấy huyễn thai trên đỉnh đầu đám người Độc Cô Phong phát ra vài tiếng vang vang, đều bị ép phải lùi về trong cơ thể.
Diệp Phúc cầm thiên cơ tán ở trong tay, ánh mắt mờ mịt, dường như vẫn không thấy rõ đám người Độc Cô Phong ở nơi nào. Hắn khẽ cười nói: "Ta đã sớm nói qua, khi ta ở Đồng Quan đã đánh chết hai gã cường giả tam thai cảnh, một chiêu đánh bại Yến Công Thượng cũng là tam thai cảnh. Mà khi đó vũ khí ta dùng chỉ là một cây kim kiều thôi." Uy năng kiều đỉnh tản ra càng ngày càng mạnh, cũng không có trực tiếp chấn áp trên đỉnh đầu đám người Độc Cô Phong, nhưng áp lực nó tản ra liền ép cho bọn họ bắt buộc phải rơi xuống mặt đất. Oanh! Khí thế của chín khẩu đại đỉnh ép cho phần đất bên ngoài Trường Tuân Phủ đột nhiên sụp xuống, xuất hiện chín cái hố lớn hình đỉnh, sâu phải đến vài trăm thước. Sáu người Đậu Trọng Sơn bị ép đứng dưới đáy hố, kinh hãi muốn chết, đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy chín khẩu đại đỉnh này to như núi, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, tản ra một luồng dao động tối tăm, chấn cho không khí quanh thân phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Mà kia, chỉ là chuyện của nửa năm trước kìa. Diệp Phúc tiếp tục không nóng không lạnh mà lên tiếng nói: "Nửa năm trước, thực lực của ta lại tinh tiến, kiều đỉnh ta luyện chế mỗi một khẩu đều nặng hơn kim kiều đè chết cường giả tam thai cánh đến mấy chục lần. Ta căn bản không cần phải nhìn các ngươi ở đâu, không cần chú ý các ngươi có mấy người, chỉ cần ta tới khởi kiều đỉnh thì nhất định sẽ là tử kỳ của các ngươi đã tới rồi." Diệp Phúc thở dài nói: "Các ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, dù là đôi mắt của ta không có thấy rõ, nhưng muốn giết các ngươi cũng là chuyện đơn giản. Chỉ dựa vào chín khẩu đại đỉnh này, ta đã có thể đè chết tất cả các ngươi rồi." Đám người Đậu Trọng Sơn đều quát lớn, cố thúc giục huyễn thai. Huyễn thai của bọn họ vừa mới tế lên đỉnh đầu, nào biết kiều đỉnh lại càng thêm trầm trọng, ầm một tiếng liền ép bọn chúng thành hình chữ đại giáng xuống đáy hố. Diệp Phúc thúc giục kiều đại huyễn đan, kiều đỉnh từ trên trời giáng xuống, ầm ầm mà rơi xuống, rơi vào trong chín cái hố to kia. Khi kiều đỉnh lại dâng lên, đám người Độc Cô Phong đã biến mất không thấy, cũng là bị kiều đỉnh ép cho tan xương nát thịt. Tên kia thật sự đã mù rồi sao? Những người đang xem chiến trong thành thấy thế, trong lòng vừa kinh vừa sợ. Diệp Phúc lướt mắt một cái, chừng chết Lý Hiền Phong, lại dùng kiều đỉnh đánh chết con cháu thiên tài của lục đại thế gia đại đường kia, nhẹ nhàng bâng quơ, thoải mái như ý. Lấy phần tu vi khủng bố này, chẳng lẽ thật sự không thể khống chế được âm dương nhị khí hay sao? Phượng cô nương, đến đỡ ta một chút đi, ta không thấy rõ cô ở nơi nào cả. Diệp Phúc đứng trên không trung, hai mắt mê mang lên tiếng nói. Mọi người không biết nói gì. Phượng Yên Nhu bật cười, đang định tiến lên, đột nhiên một luồng lực lượng cuồn cuộn từ xa tập kích tới. Chỉ thấy một tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng lấy một tốc độ vô cùng nhanh mà đánh tới, ầm ầm một tiếng đánh lên kiều đỉnh, đâm cho chín khẩu đại đỉnh này bay khắp nơi, thế vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục đánh tới thân thể của Diệp Phúc. Linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng của Thiên Vương phủ sao? Mọi người sắc mặt kịch biến, tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng này chính là trấn phủ chi bảo của Thiên Vương phủ đại đường. Lý Thiên Vương lưu lại, uy lực lớn đến cực đoan, hiển nhiên cao thủ Thiên Vương phủ đến đây, tới khởi tòa bảo tháp này, định một lần đánh chết luôn cả Diệp Húc. Tòa linh lung hoàng kim bảo tháp 28 tầng này cao hơn trăm thước, nặng vô cùng, ngay cả kiều đỉnh của Diệp Húc đều có thể đánh bay ra được, đánh thẳng tới hắn. Uy năng của nó tản ra, không ngờ còn lớn mạnh hơn cả kiều đỉnh. Đoàng đoàng đoàng. Trên mỗi một mái hiên của mỗi một tầng tòa bảo tháp này đều treo một cái chuông, tổng cộng có hơn 168 cái. Mỗi một cái đều là vũ bảo cấp chân giáo. Theo bảo tháp bay tới, 168 cái chuông rung lên mà âm rung đãng. 168 cái chuông kết hợp lại, uy năng này rõ ràng so với đại diễn thần chung mà Diệp Húc từng luyện chế còn mạnh hơn rất nhiều. Bảo tháp chưa đến mà âm đã đến trước, hội tụ thành bó, xông đến hướng Diệp Húc, dường như muốn chấn nát thân thể hắn ra. Chẳng lẽ là phủ chủ Thiên Vương phủ tự mình ra tay hay sao? Trường Tôn Bất Không thất thanh nói. Linh lung hoàng kim bảo tháp chính là trấn phủ chi bảo mà Lý Thiên Vương sau khi mất để lại cho Lý gia đại đường. Kiện vũ bảo này uy năng cực kỳ hùng mạnh, nghe nói là Lý Thiên Vương tham khảo từ kinh điển còn sót lại của Phật môn thượng cổ, căn cứ vào 28 chư thiên Phật môn sáng chế. Mỗi một tầng bảo tháp tương đương với một tầng chư thiên. Lý Thiên Vương nắm giữ kiện vũ bảo này, năm chinh bắc chiến, chiến công hiển hách, chính là đệ nhất cao thủ của Thái Tông Hoàng đế. Có người thậm chí còn nói là thực lực của ông ta có thể sánh với cả Thái Tông. Thái Tông Hoàng đế chính là cự phách vô đạo, thực lực không hề kém tông chủ môn chủ các đại môn phái. Uy lực của linh lung hoàng kim bảo tháp tuyệt đối có thể so sánh với một tòa linh sơn. Chấn sơn chi bảo của Hoàng Tuyển Ma Tông
không hề kém loại vu vật bảo vật như Thiên Ma Sách, thậm chí là còn mạnh hơn. Thiên Vương phủ sẽ không tùy tiện dùng món bảo vật này, trừ phủ chủ Thiên Vương ra, những kẻ khác cũng không có tư cách sử dụng. Bởi vậy Trường Tôn Bất Không mới thất thanh kinh hô như thế, cho là phủ chủ Thiên Vương phủ tự mình ra tay đối phó với Diệp Húc. Người này không phải Lý phủ chủ của Thiên Vương phủ. Bên cạnh Trường Tôn Bất Không đột nhiên xuất hiện một lão giả mặc huyền bào, một thân tu vi sâu khó lường, trầm giọng mà nói: Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính là bất diệt chi bảo. Đây chỉ là Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp phòng chế vượt qua vài lần sát khí tẩy lễ, có 3 phần thuần dương khí mà thôi. Tế ra kiện vũ bảo này tất nhiên là thiên tài không xuất thế, Lý Huyền Tố của Thiên Vương phủ rồi. Phụ thân. Trường Tôn Bất Không cúi người hướng lão giả kia thi lễ. Nhiều vũ sĩ đang xem chiến trong thành cũng vội vàng chào hỏi. Lão già mặc huyền bào này chính là phủ chủ Trường Tôn phủ, Trường Tôn Thiệp. Lần này Trường Tôn Thiệp gả con gái đi, ông ta vẫn chưa ra mặt mà giao cho trưởng tử Trường Tôn Bất Không toàn quyền xử lý. Ông ta xuất hiện, phía sau còn im hơi lặng tiếng xuất hiện ba lão già khác, tuổi so với Trường Tôn Thiệp lớn hơn rất nhiều. Ba người tóc bạc trắng, lông mi trắng dài 3-4 thước, không gió mà bay phất phới. Ba lão già này hơi thở cũng cực kỳ hùng mạnh, hiển nhiên là cường giả thế hệ trước còn lại của Trường Tôn phủ, bối phận còn cao hơn Trường Tôn Thiệp. Trường Tôn Thiệp thản nhiên nhận đại lễ của mọi người, mỉm cười mà nói: Lý Huyền Tố 8 năm trước gia nhập Thiên Sách phủ, trải qua tôi luyện lập chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai, vì Lý gia Thiên Vương phủ rèn ra kiện Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp thứ hai. Kẻ này quả nhiên là kỳ tài, còn xuất sắc hơn cả đại ca Lý Huyền Cơ của cậu ta kìa. Lão ta quả nhiên cực kỳ kỳ vọng vào Lý Huyền Tố, trong lời nói không thiếu từ ngữ ca ngợi. Hiện giờ phủ chủ Thiên Vương phủ tuy rằng kém vị Lý Thiên Vương năm xưa, nhưng thực lực cũng cực kỳ mạnh. Nếu như ông ta tự mình ra tay, chưa chắc đã thua kém cường giả thế hệ trước của Hoàng Tuyển Ma Tông, tuyệt đối còn khủng bố hơn Ngụy Hiên 100.000 lần. Hóa ra là Linh Lung Bảo Tháp phòng chế thuần dương chi bảo. Mọi người tại đương trường bừng tỉnh đại ngộ, cười nói: Tiểu Thiên Vương Lý Huyền Tố ra tay quả nhiên phi phàm mà. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính không có những chuông nhạc đó, Tiểu Thiên Vương sáng tạo luyện chế 168 cái chuông nhạc, nói không chừng thành tựu trong tương lai của cậu ta có khi còn hơn cả Lý Thiên Vương nữa kìa. Trong truyền thuyết Phật Đà, thánh địa có tất cả 28 chư thiên, 28 tiểu thiên địa, mà Phật đạo chí bảo Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp có thể chấn áp 26-28 chư thiên. Nhưng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi, từ sau khi lục đạo luân hồi tan biến, Phật môn cũng đã không còn nữa. Mặc dù là cấm bảo mạnh nhất hiện nay cũng không làm được điều này. Cho dù tòa bảo tháp này không phải 28 chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp chân chính, nhưng dù sao cũng là thần dương chi bảo, do cao thủ tam dương cảnh luyện chế, được Lý Huyền Cơ thôi phát uy năng đến mức lớn nhất. Trong lúc nhất thời, cả kiều đình của Diệp Húc cũng bị đánh bay hết. So với đám người Độc Cô Phong, Lý Huyền Tố mới là cao thủ chân chính, vừa ra tay liền làm cho Diệp Húc một áp lực thật lớn. Đây là cao thủ chân chính, so với Úc Khánh Sơn còn nguy hiểm hơn. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp đánh đến giống như một thanh trụ trời nghiêng, kéo theo thiên địa chi thế, bị tòa bảo tháp này nghiền qua người, cho dù là kim đan bất diệt thân cũng sẽ bị nghiền cho tan xương nát thịt. Ma âm hội tụ thành bó dẫn đầu xung đến, mà chỉ cần một luồng ma âm chuông nhạc này liền có thể chấn nát loại cao thủ huyễn thai kỳ như Độc Cô Phong kia. Luồng ma âm này tuy uy năng cuồn cuộn, Diệp Húc lại vẫn cứ tấn công ma âm chính diện. Vô số nốt nhạc chuông chấn đãng, chấn đến lục phủ ngũ tạng, thậm chí những hạt nhỏ nhất cấu thành cơ thể hắn đều bị chấn đãng không thôi, lại vẫn không thể lay động được thân thể và nguyên thần của Diệp Húc. Diệp Húc tu luyện kiểu chuyển nguyên công Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh và Chư Thiên Thập Đạo, thân thể chặt chẽ như một, đừng nói là chuông nhạc của Lý Huyền Tố chấn không vỡ, cho dù là Khoa Phù Mão có toàn lực thôi kích, một kích cũng không thể đánh hắn bị thương được. Thân thể của Diệp Húc giống như một kiện thuần dương chi bảo, chỉ có thuần dương phu bảo ngang hàng mới có thể làm hắn bị thương. Mà nguyên thần của hắn cũng cực kỳ bền vững, mạnh mẽ, hùng mạnh. Diệp Húc ngày đêm tu luyện Di La Thiên Yêu Đế nguyên thần chân giải, lấy thái dương chân hỏa thiêu đốt nguyên thần. Với hắn mà nói, Lý Huyền Tố treo nhiều chuông nhạc lên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp như vậy chỉ là vẽ rắn thêm chân, chỉ tự tiêu hao tu vi bản thân lại hoàn toàn chẳng có mấy tác dụng cả. Nếu như Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp không thể giết chết đối phương, những cái chuông nhạc đó ngay cả giấm đều không dùng được.
Nhưng Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp sau ma âm kia lại làm cho hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Nếu như bị tòa bảo tháp này nghiền qua, dù là thân thể của hắn cũng không chịu nổi. Di La Thiên Địa Tháp. Diệp Húc sắc mặt ngưng trọng, Di La Thiên Địa Tháp đột nhiên xuất hiện, chắn giữa hắn cùng 28 chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Tòa bảo tháp này toàn thân kim quang, chói mắt, cùng một loại màu sắc với Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Cả thân phủ kín chư thiên tinh đấu, vô số vì sao lưu động xung quanh thân tháp. Tòa bảo tháp này chỉ có 3 tầng, so với 28 chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp có vẻ có chút nghèo. Quái tháp 3 tầng ư? Có người thất thanh cười nói. Căn bản không thể so sánh với Hoàng Kim Bảo Tháp của Tiểu Thiên Vương được. Dầm một tiếng, hai tòa bảo tháp đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra từng luồng dao động mịt mờ, đem đại địa xốc lên, phá hủy núi rừng. Mọi người trong thành không khỏi biến sắc, tinh hồn bạt vía. Chỉ cần luồng dao động này liền đủ để phá hủy cả Trừng Tôn Phủ và tòa thành lớn này, tất cả trong phạm vi hơn 10 dặm đều hóa thành bình địa. Nếu như lúc này có kẻ nào dám can đảm ra khỏi thành, dù là bậc cao thủ Huyễn Thai Kỳ, Trừng Tôn Bất Không cũng sẽ bị luồng dao động này đánh cho trọng thương. Nhưng có đám người Trừng Tôn Thiệp ở đây nên dao động chưa đi đến gần thành đã hóa thành vô hình. Oanh oanh oanh. Hai tòa bảo tháp vàng rực tách ra, chỉ thấy tòa 28 chư thiên Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp lắc lắc bay về phía sau. Những cái chuông treo trên mái hiên đều đã nổ tung. Trong chớp mắt, 168 khẩu chuông nhạc thật lớn lên chỉ còn không đến 100 cái. Mà gần trăm cái chuông này cũng bị đánh cho rách nát, thanh âm ám ách, uy năng bị tổn hao nhiều. Hai người lúc này giao thủ, một lần phá hủy 670 kiện vu bảo cấp chân giáo, khiến những người đang xem chiến nhìn thấy không khỏi sót của thay cho Lý Huyền Tố. Một lần hủy diệt 670 cái chuông nhạc cấp chân giáo, dù là thế gia có nội tình thâm hậu như là Thiên Vương Phủ cũng không chịu nổi. Tòa tháp Diệp Phong chủ tế khởi đến tuyệt cùng là loại tháp gì đây? Sao một chút thư hại cũng không có như vậy? Có người phát hiện Di La Thiên Địa Tháp vẫn gọn gàng như mới, không nhịn được mà lẩm bẩm nói. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp là thần dương chi bảo mà Tiểu Thiên Vương dựa vào kiểu cách bảo tháp Thiên Vương Phủ mà đúc nên, có tổng cộng 28 tầng, lại vượt qua 3 lần sát khí tẩy lễ. Mà kim tháp của Diệp Phong chủ chỉ có 3 tầng, sao ngay cả một chút tổn hại đều không có như vậy? Lam ảnh chợt lóe, Diệp Húc tay cầm Thiên Cơ Tán, hai chân đứng trên đỉnh tháp Di La Thiên Địa Tháp. Tòa bảo tháp này lập tức bay ra sau, dừng ở trên không trung. Cuối cùng cũng gặp được cao thủ. Hắn khẽ động tâm niệm, tay phải mở ra, từng khẩu đại đỉnh vù vù bay ra, hóa thành to như nắm tay và chạm lẫn nhau ở trong lòng bàn tay của hắn. Bòng bòng, trong chớp mắt liền nhập lại làm một. 9 quả huyễn đan trong đỉnh lúc sáng lúc tối làm thành một viên tròn thật nhỏ, chuyển động cực nhanh. Hắn đã tu luyện cửu chuyển nguyên công cuốn thứ 3 đến đệ nhất chuyển, chân nguyên hóa thành màu xanh, mà 9 quả nguyên đan này cũng là màu xanh, chiếu rọi miệng đỉnh, bắn ra một mảng ánh sáng xanh yếu ớt. Mà trong không gian Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp 28 tầng kia, một gã trẻ tuổi ám bào lẳng lặng đứng ở nơi đấy, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ và kinh ngạc. Người chính là Diệp Thiếu Bảo, Hoàng Tuyển Ma Tông sao? Lý Huyền Tố nhẹ nhàng bước ra một bước, đi ra khỏi Hoàng Kim Bảo Tháp, đứng ở trên đỉnh tháp. Gió mạnh thổi qua cầm bào của hắn, hắn thản nhiên nói. Người vốn là hạng người vô danh, nhưng một trận chiến cùng ta, người tất sẽ danh dương thiên hạ. Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp yên lặng phiêu động, bay xung quanh Diệp Húc. Lý Huyền Tố thần sắc ngạo nghễ nói. Đáng tiếc, lúc ngươi danh dương thiên hạ cũng chính là tử kỳ của ngươi. Diệp Húc ánh mắt mờ mịt, dường như không thấy rõ vị trí của hắn ta. Diệp Húc mỉm cười nói. Ồ, là Lý Huynh phải không? Lý Huyền Phong là gì của ngươi vậy? Vừa rồi hắn ta bị ta giết, ngay cả cơ hội tế vũ bảo lên đều không có kìa. Đã bị liền bị ta lướt mắt một cái, chừng chết rồi kìa. Lý Huyền Phong là tứ đệ của ta, bị ngươi giết thì tính sao chứ? Lý Huyền Tố khống chế Hoàng Kim Bảo Tháp, thân hình lơ lửng bất định, thần sắc thản nhiên mà nói. Loại người yếu đó chết đi 100 tên ta cũng không đau lòng. Người Thiên Vương Phủ ta, cho dù là chết cả, cho dù là cha ta bị người giết cũng không dao động được tâm trí ta đâu. Trong giọng nói của hắn mang theo lòng tin vô cùng mạnh mẽ, hắn ngạo nghễ nói. Chỉ cần ta giết ngươi rồi, trở thành con rể của yêu chủ, có thiên yêu cung duy trì, đừng nói là Thiên Vương Phủ, ta thậm chí còn có thể thành lập cả một vương triều nữa kìa. Hắn cười khẩy rồi nói. Tên mù,
Ngươi đang nghe tiếng người mùi tìm kiếm vị trí của ta sao? Sao? Ai nói ta là kẻ mù chứ? Diệp Phúc hai mắt sáng như sao, quay đầu nhìn hướng hắn, mỉm cười mà nói: Ta thừa nhận sao? Ta thừa nhận ta mù sao? Lý Huyền Tố cả kinh, vội vàng yên lặng rời vị trí. Chỉ thấy mắt Diệp Phúc bắn ra hai đạo thần quang đen trắng, đối với vị trí vừa nãy của hắn điên cuồng cắt qua. Âm dương nhị khí giống như dao long vậy, cắt cho một mảng không gian kia xẹt xẹt rung động. Diệp Phúc ngang ngược cười to: Dám nói ta là kẻ mù, ta cắt chết ngươi, cắt chết ngươi, cắt chết ngươi này. Âm dương nhị khí cắt xung quanh, mà lúc này Lý Huyền Tố đã sớm rời khỏi vị trí kia. Diệp Phúc lại như không biết, tiếp tục dùng thần quang cắt tới nơi đó. Thị lực của hắn ta quả nhiên không tốt mà. Lý Huyền Tố mừng rỡ trong lòng, 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp càng lúc lại càng nhỏ lại, được hắn ta nâng ở trong tay, yên lặng bước hướng Diệp Phúc. Chỉ cần Diệp Phúc bị hắn đến gần, rồi đột nhiên tới khởi linh lung hoàng kim bảo tháp, Diệp Phúc tất chỉ còn đường chết. Tòa linh lung hoàng kim bảo tháp này từ nhỏ lên cùng hắn ta trưởng thành, vận chuyển như ý. Hơn nữa là thần dương chi bảo vượt qua 3 lần sát kiếp. Đừng nói là Diệp Phúc, cho dù là đệ tử tiểu quang minh thánh địa có kim đan bất diệt thân cũng sẽ bị một kích nghiền nát. Tòa bảo tháp trong tay hắn kia có thể chống lại linh lung hoàng kim bảo tháp của ta, thậm chí đánh nát 28 chư thiên trung nhạc của ta. Bằng không ta cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này, mà là quang minh chính đại đánh chết hắn ta kìa. Lý Huyền Tố ánh mắt lạnh lùng bước đến gần Diệp Phúc. Diệp Phúc tuy tu vi chỉ mới là huyễn đan kỳ, nhưng nội tình thâm hậu. Lý Huyền Tố giao thủ với hắn, trong nháy mắt đã hiểu được mình muốn thắng kẻ này không phải là chuyện dễ, tất sẽ có một trận ác chiến. Cho dù có thắng cũng sẽ tổn hao nhiều chân nguyên, không bằng thừa dịp hắn ta mắt kém nhân cơ hội mà đánh lén. Nếu như đánh lén thành công, hắn sẽ thắng nhanh gọn, người khác chỉ biết khen hắn kẻ thắng mà sẽ không nói là do hắn đánh lén mà thắng. Lúc này Lý Huyền Tố cách Diệp Húc chỉ có 100 thước. Khoảng cách 100 thước này đối với vũ sĩ cấp bậc như Lý Huyền Tố thì chẳng là gì cả. Nhưng đúng lúc này chỉ thấy lam ảnh chợt lóe, Diệp Húc lắc mình vọt tới trước hắn, tay nâng đại đỉnh ầm ầm đánh tới. Hắn mỉm cười nói: Ê này, sư huynh của Thiên Vương Phủ, người sơ xuất quá rồi đấy. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói đến lấy vũ bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con ngươi hay sao? Ta tế khởi khẩu đại đỉnh này dễ dàng thấy rõ phương vị của ngươi kìa. Cửu đỉnh hợp nhất ầm ầm đánh tới. Lý Huyền Tố cả kinh, bảo tháp trong tay xoay tròn, nhanh chóng biến lớn đón đỡ một kích này. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất truyền đến. Hắn bị cự lực của Diệp Húc chấn cho hồ khẩu nổ tung, cả người lẫn tháp bị đánh bay đi hơn 10 dặm. Từ trên khoảng không trường tôn phủ mà bay qua, từng cái trung nhạc không chịu được lực xung kích lớn như thế oanh oanh nổ tung, khiến hắn ta đau lòng vạn phần. Lúc này đây chống lại có thêm hơn 10 cái trung nhạc nữa bị hủy. Lần va đụng dữ dội này khiến đại đỉnh trong tay của Diệp Húc chia ra làm 9. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, thiên cơ tán hóa thành thuyền con, vẫn luôn theo sát phía sau của Lý Huyền Tố, tay phải nâng lên di la thiên địa tháp ập xuống. Lý Huyền Tố ra sức đón đỡ, hai tay máu tươi đầm đìa, lại bị đánh bay ra hơn 10 dặm, bay ra khỏi phạm vi trường tôn phủ. 168 cái trung nhạc của hắn đã nát hết, một cái cũng không còn. Bên trong thành, ở phía dưới, đám tân khách trường tôn phủ nhìn mà kinh tâm động phách. Cái loại va chạm này, một kích lần có thể đụng chết bọn họ. Chỉ có một số ít cường giả trong trường tôn phủ mới có thể sống sót được. Phù chủ, tên tiểu tử này rốt cuộc có phải là kẻ mù hay không vậy? Một lão giả lông mây trắng đứng ở phía sau Trường Tôn Thiệp nhíu mày khẽ hỏi. Trường Tôn Thiệp cũng không nhịn được nhíu mày, lắc lắc đầu nói: Nhị thúc à, thúc cũng nhìn ra, ta cũng không nhìn ra được. Theo lý mà nói, lấy tu vi hắn ta quả thật không thể khống chế được âm dương nhị khí, nhưng hắn lại có năng lực đánh lại Lý Huyền Tố, thậm chí còn bức Tiểu Thiên Vương xuống hạ phong, đủ thấy tu vi cũng không tệ. Một lão giả lông mây trắng khác trầm giọng nói: Vô luận là như thế nào, Lý Huyền Tố đều không thể chết trong trường tuân phủ ta được. Trường tuân phủ ta với Thiên Vương phủ là thông gia. Nếu như Tiểu Thiên Vương của bọn họ chết ở nơi đây, thế tất sẽ khiến cho Thiên Vương phủ cùng nhà ta bất hòa kìa. Không sai, phủ chủ ngươi không tiện ngăn cản, xem ra đành phải để những lão giả chúng ta ra tay, từ trong tay hắn cứu Tiểu Thiên Vương đi vậy. Lại có một lão giả khác trầm giọng nói. Trường tuân thiệp gật đầu. Diệp Húc là đến làm tân khách dự tiệc, ông ta là chủ nhân, quả thật không tiện trực tiếp mà ra mặt.
nhưng để mặc Diệp Húc đánh chết Lý Huyền Tố thì không được. Dù sao, trưởng nữ trưởng tôn sư thiếp của ông ta là gả cho trưởng tử Lý Huyền Cơ của Lý Vương Phủ. Nếu trơ mắt đứng nhìn Tiểu Thiên Vương, Thiên Vương Phủ bị Diệp Húc đánh chết, dù thế nào thì cũng không thể ăn nói được. Chờ Tiểu Thiên Vương không chống được nữa, Nhị Thúc hãy lập tức ra tay cứu người. Lúc này, Kiều Đình lại hợp làm một, chấn áp chư thiên, được Diệp Húc nâng ở trên tay, trở thành vật nặng đến đập. Diệp Húc thần sắc lạnh lùng, Kiều Đình hợp nhất cùng Di La Thiên Địa Tháp, thay phiên sử dụng, định dùng những thứ đó đập chết kình địch. Lần này, yêu chủ Thiên Yêu Cung hạ xuống lệnh truy sát. Loại người truy sát giống như Lý Huyền Tố này, như cá vượt sông, nhiều đếm không xuể, phải dùng thủ đoạn lôi đình diệt trừ một đám người đuổi giết mới có thể khiến những kẻ sau tâm tồn kính sợ hắn, mới không dám tiếp tục đuổi giết nữa. Loại vũ sĩ như Độc Cô Phong, cho dù có chết bao nhiêu cũng không khiến chúng hoảng sợ. Nhưng mà loại cao thủ như Lý Huyền Tố, chết đi một kẻ thì đã liền đủ. Hắn chỉ đơn thuần muốn lấy Lý Huyền Tố để giết gà dọa khỉ. Lý Huyền Tố bị đánh liên tục mấy lần, lui ra mấy trăm dặm, song trưởng lập tức vang lên những tiếng răng rắc, xương cốt gãy, không nhìn được mà đau hô lên một tiếng. Đây là sai một chiêu là thua cả một bàn. Hắn coi thường Diệp Húc không nhìn thấy vị trí của hắn, định đánh lén, không muốn đối kháng chính diện với Diệp Húc. Kết quả bị Diệp Húc phản chế, một bước thua, từng bước thua, không còn cơ hội để mà chờ mình. Thực lực của hắn không hề kém với Diệp Húc bao nhiêu. Nếu như đối kháng chính diện, hai người ai thắng ai thua còn chưa biết được. Nhưng hắn ta lại muốn chiếm thiện nghi, nên nhất định chỉ có con đường suy bại để đi mà thôi. Xoẹt! Hai luồng âm dương nhị khí tả hữu giáp công vây hắn lại, giống như giao long bay đến. Hai điều linh khí chấn đãng, cắt không khí thành từng mảnh nhỏ. Lý Huyền Tố kinh hãi muốn chết, vội vàng tế 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp ở giữa không trung. Hai mắt thì trận tròn, tức giận rít gào. 28 chư thiên, chấn, chấn! Từng luồng sáng mờ từ trên đỉnh bảo tháp rủ xuống, giống như những giải lụa màu bảo vệ quanh thân của hắn. Những luồng sáng đấy chính là thuần dương bảo khí của linh lung hoàng kim bảo tháp, có tổng cộng 28 giải. Mỗi một giải bảo khí đều ẩn chứa uy năng vô biên, so với 168 cái chung nhạc kia lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa, theo Lý Huyền Tố, độ quan sát khí càng ngày càng nhiều, những bảo khí đó uy năng cũng càng ngày càng mạnh. Âm dương nhị khí cắt qua, từng giải bảo khí đứt ra, khiến uy năng của linh lung hoàng kim bảo tháp tổn hao cực lớn, cuối cùng cũng ngăn được âm dương nhị khí lại. Lý Huyền Tố thở phào nhẹ nhõm, từng giải bảo khí lại tự chữa trị, lại khôi phục lại thành 28 giải. Hắn cười lạnh nói: "Diệp thiếu bảo, thủ đoạn của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ta chính là Tiểu Thiên Vương Thiên Vương Phủ. Bảo tháp của ta được xưng là có thể chấn áp 28 chư thiên, mấy ngày đều có thể chấn áp được, ngươi căn bản không giết được ta đâu." 28 giải thuần dương bảo khí đung đưa qua lại, mỗi một giải có lực lượng giống như một ngọn núi lớn, nặng vô cùng. Những bảo khí đó bảo vệ quanh thân của hắn, không ngừng xoay quanh linh lung hoàng kim bảo tháp, khiến lực phòng ngự của hắn như thiết thủng giang sơn, âm dương nhị khí căn bản không thể công kích vào. "Chấn áp 28 chư thiên sao? Dù là kiện linh lung hoàng kim bảo tháp kia của Thiên Vương Phủ các ngươi cũng không dám nói làm được tất cả như vậy đâu." Diệp Húc ngừng tấn công, cười lạnh mà nói: "Vừa khéo ghê, Kiều Đình trong tay của ta cũng được xưng là có thể chấn áp chư thiên. Ngươi là Tiểu Thiên Vương Thiên Vương Phủ, ta không dùng hết toàn lực, ngươi còn tưởng rằng ta chỉ dựa vào quỷ kế thắng ngươi thôi sao? Hôm nay ta liền dùng vũ pháp ta khai sáng ra chấn chết ngươi vậy." Kiều Đình hợp nhất vạn pháp biểu quyết, đỉnh phong thiên địa, chấn! Diệp Húc mở miệng quát lớn, tiến lên một bước, khẩu đại đỉnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên, càng lúc càng to lên. Bên trong đỉnh thanh quang dao động, liên tục truyền đến những tiếng gầm thét. Từng con từng đầu yêu thú thượng cổ dị chủng bay lượn trong đỉnh, yêu khí phóng lên thẳng tắp như trụ. Sau đó, yêu khí tản ra mọi nơi, ầm ầm một tiếng, đem thiên địa phạm vi hơn 10 dặm hoàn toàn phong ấn lại mà chấn áp. Từ xa nhìn lại, nơi bọn họ giao chiến, có một khẩu đại đỉnh do yêu khí ngưng kết mà thành, ngăn cách với bên ngoài. Những yêu khí đó tổ hợp được không ít hình thể dị thú thượng cổ kết hợp lẫn nhau, hình thành một khẩu đại đỉnh. Trên vách đỉnh, một đầu hoang long viễn cổ từ từ mở đôi mắt cực lớn ra. Long ngâm không dứt, mở miệng mà nói: "Chấn! Oanh!" Một giải thuần dương bảo khí của 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp ầm ầm nổ tung, không còn tồn tại nữa. Ngay cả cơ hội chữa trị cũng đều không có. "Chấn!" Một con kiều đầu yêu phượng mở ra 18 con mắt yêu dị, giang đôi cánh ra, hót to vang vọng. Lại oanh một tiếng,
lại một giải thuần dương bảo khí bị nổ tung. Chấn chấn chấn. Vạn thú tề giống, long trời đất lở. 28 giải thuần dương bảo khí đều nổ tung, không hề tồn tại. Lý Huyền Tố phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, rút cuộc cũng thất kinh. Lúc trước khi ta giết Úc Khánh Sơn, chính là lấy kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết chấn áp thiên địa mới giết chết được hắn ta. Tiểu thiên vương phú, người có thể khiến cho ta phải dùng đến kiều đỉnh vạn pháp yêu quyết, có chết cũng không hối tiếc rồi. Diệp Phúc chậm rãi nhắm hai mắt lại, thu hồi âm dương nhị khí. Một chữ chấn từ từ phun ra, vang vọng trong mảnh đất trời bị phong ấn này. Thanh âm của hắn dường như chất chứa ma lực vô cùng vô tận. Máu một lần vang lên, Lý Huyền Tố liền phun ra một ngụm máu tươi. Trong Trường Tôn phủ, mọi người đều nhìn về phía khẩu yêu đỉnh vô cùng to lớn treo ở giữa không trung xa xa kia, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Khoảng cách xa như vậy mà bọn họ còn có thể cảm thấy được áp lực vô hình chấn áp tu vi của bọn họ. Trưởng Tôn Thiệp sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi, vội vàng hô lên: "Nhị thúc, nhị thúc ca, thúc còn chưa ra tay cứu người hay sao?" Lão giả râu dài mi trắng phía sau ông ta rốt cục cũng bắt đầu hành động. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng vang ầm ầm, một con nguyên thần cự thú phá không mà ra. Lão ta cười nói: "Phổ chủ an tâm chớ nóng vội, có lão già tay ngay lập tức có thể phá vỡ đỉnh phong thiên địa của tiểu tử kia mà cứu tiểu thiên vương thiên vương phủ." Con cự thú này thân dài hơn 10 dặm, hoành giữa không trung, đầu ngựa sừng hiêu, thân thể như dao long, móng vuốt như rồng, đuôi dài như rắn, từ từ thò ra một móng vuốt ra chộp thẳng tới mảng thiên địa bị phong ấn kia. Răng rắc một tiếng, con nguyên thần dị thú thượng cổ không giống ai này thò một vút ra bắt cho đại đỉnh lay động dữ dội, lung lay sắp đổ. "Sao không phá được sao?" Lão già râu dài mi trắng ngẩn ra, giận quát một tiếng, đang định thi triển toàn lực, đột nhiên tòa đại đỉnh kia dầm một tiếng tản ra. "Chẳng lẽ tiểu thiên vương Lý Huyền Tố đã bị hắn ta giết chết rồi sao? Lý Huyền Tố là tâm can bảo bối của thiên vương phủ, lần này cho dù hắn ta là khách quý của Trường Tôn phủ ta cũng quyết không thể bỏ qua cho hắn được." Lão trong lòng lo sợ, biết là không ổn, chỉ thấy Diệp Húc đứng ở trong mảng thiên điện kia, há mồm hút một cái, đem 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp mà hút vào trong bụng. Diệp Húc nuốt toàn bộ 28 chư thiên linh lung hoàng kim bảo tháp vào trong bụng, làm cho lão giả kia nhìn thấy mà khóe mắt giật giật muốn rách. Thiên vương phủ và Trưởng Tôn phủ kết thân, hai nhà có thể nói là thông gia. Diệp Húc đã giết chết Lý Huyền Phong, nếu lại giết thêm tiểu thiên vương Lý Huyền Tố, chuyện cưới xin lần này có thể kết thành hay không đều là vấn đề. Trưởng Tôn Thịnh lúc này đã ở trong thành xem cuộc chiến, nhìn thấy giữa trận chỉ có một mình Diệp Húc, hối hận ruột đều xanh. Diệp Húc là cố nhân của hắn ta, lại là khách của hắn ta mời đến, không ngờ lại xảy ra chuyện này. "Nơi Diệp lão đệ đến chưa từng bình an bao giờ cả. Ta nghe nói năm đó ở Cổ Lãng Hải gần hải ngoại tiên cát đã xảy ra một cọc thảm sát kìa, mấy trăm tên vũ sĩ chết thảm, trở thành thảm án chưa giải quyết được, hơn phần nữa là liên quan đến hắn ta rồi." Sắc mặt của hắn ta vàng như đất, hồn vía lên mây thầm nghĩ: "Tiểu thiên vương Lý Huyền Tố quá nửa đã bị giết chết rồi, lần này phủ chủ chắc chắn sẽ trách phạt ta, thảm rồi, thật sự là thảm rồi. Nhưng mà lần trước ta gặp hắn ta, hắn mới là Hạo Nguyệt Kỳ, hiện giờ mới bao lâu mà hắn đã tu luyện ra huyễn đan rồi đây. Tốc độ tiến cảnh tu vi này thật sự là khủng bố mà." Lão ta hiểu rõ Diệp Phúc đánh bại Lý Huyền Tố liền đã đứng ở trong rừng cao thủ trẻ tuổi đương thời, có thể đặt song song với những cường giả trẻ tuổi như là Đông Hoàng Mục, Đặng Nguyên Giáp. Tuy Diệp Phúc hiện giờ còn chưa sánh kịp Đông Hoàng Mục, lại càng không bằng Đặng Nguyên Giáp, nhưng dù sao cũng đã bước chân vào hàng ngũ này. "Nếu tiểu thiên vương Lý Huyền Tố chết đi, như vậy người hãy chuẩn bị nhận lấy cơn thịnh lộ của Trưởng Tôn gia ta đi, trốn cùng cậu ấy." Lão già râu dài mi trắng tức giận hừ một tiếng. Con tứ bất tượng ở trên đỉnh đầu kia hí lên, giơ vuốt chộp tới Diệp Húc. Cường giả tam thần cảnh ra tay, trở long đất lở, xa xa không phải tình cảnh như Diệp Húc và Lý Huyền Tố cao thủ loại cảnh giới này. Không cần dùng đến vô bảo, nguyên thần của bọn họ đã là vô bảo tốt nhất rồi. "Ai nói Lý Huyền Tố đã chết vậy?" Diệp Phúc khẽ mỉm cười, giơ tay thò vào trong đỉnh, mò ra một người, chỉ thấy Lý Huyền Tố bị hắn nắm lấy, sắc mặt trắng bệch như tuyết, nghênh hướng cái móng vuốt lớn kia. Lão giả mi trắng kia vội vàng thu hồi nguyên thần, tiếc rằng lão ta thi triển toàn lực, sức mạnh rất lớn, không thể dễ dàng thu hồi được.
cái móng vuốt này hiểm hiểm xẹt qua người của Lý Huyền Tố. Áp lực quá lớn khiến cho Lý Huyền Tố bị chấn cho hộc máu không ngừng, hấp hối chờ chết. Lão già kia đau đớn kêu lên một tiếng, sắc mặt đỏ lên, cuối cùng cũng kéo nguyên thần về, thân hình bị chấn cho lảo đảo lùi ra sau, khóe miệng tràn ra một tia máu. Lục phủ ngũ tạng của lão ta bị va chạm dữ dội, ép một ngụm máu tươi nảy lên yết hầu xuống. Đáng tiếc tiền bối ông suýt chút nữa thì giết chết vị tiểu thiên vương này rồi. Diệp Húc nâng tay ném Lý Huyền Tố hướng lão giả kia cười nói. Người... Lão giả kia mở miệng gầm lên, lập tức không áp được máu tươi nảy lên yết hầu, một búng máu liền phun ra. Trưởng Tôn Thiệp vội vàng tiếp lấy Lý Huyền Tố, lấy một viên đan dược nhét vào miệng của hắn rồi thản nhiên nói. Diệp phong chủ, trưởng tôn phủ tôi không chào đón các hạ, mong các hạ rời đi càng sớm càng tốt. Ông ta cũng không nhịn được tức giận, nếu như Diệp Húc không phải khách của trưởng tôn phủ, chỉ sợ ông ta đã không kiềm chế được mà đụng thủ giết người rồi. Diệp Húc từ xa chắp tay thản nhiên nói. Trưởng tôn phủ chủ tu vi tinh thâm, hẳn là cũng biết rõ mọi chuyện ở đây đều không phải do Diệp Mỗ khơi mào, mà là có người muốn gây sự với ta, định dùng đầu của ta đi lấy lòng yêu chủ Thiên Yêu Cung mà trở thành phò mã Thiên Yêu Cung kìa. Diệp Mỗ đến lần này chẳng qua chỉ là chúc mừng lệnh nữ sư thiếp thôi, cũng không phải đến gây rối. Nhưng kẻ khác muốn giết ta, chẳng lẽ còn không cho Diệp Mỗ chống lại hay sao? Trưởng tôn thiệp trầm mặc một lát, thở dài nói. Lần này trưởng tôn phủ ta không đúng, nhưng bất kể như thế nào Diệp phong chủ đều không thích hợp để tiếp tục ở lại nơi đây, còn mời phong chủ rời đi. Ngày khác trưởng tôn phủ tự mình phái người tới quan Tinh Phong Thánh Tông bồi tội với phong chủ. Ông ta rộng lượng lại khiến cho Diệp Húc sinh ra vài phần hào cảm, đồng thời cũng có chút áy náy trong lòng. Tuy rằng hắn tranh đấu với người khác đều là do kẻ khác khơi mào, nhưng nếu hắn không cố ý giả mù dụ dỗ kẻ khác ra tay, thì có khi người muốn gây phiền toái cho hắn có lẽ sẽ ít đi hơn một nửa. Phượng cô nương còn không đến đây đỡ ta rời đi. Diệp Húc đứng giữa không trung, vươn một bàn tay ra, hai mắt mê man mà nói. Thị lực của ta không tốt, không thấy rõ cô nương ở nơi nào cả. Tân khách trưởng tôn phủ gần như cũng bị hắn làm cho tức đến hộc máu, thị lực không tốt sao? Thị lực không tốt mà còn có thể dễ dàng đánh bại con cháu kiệt xuất nhất của thất đại thế gia sao? Còn có thể đánh cho tiểu thiên vương, thiên vương phủ như chó chết hay sao? Còn có thể làm cho lão quái vật trưởng tôn phủ tức giận đến hộc máu hay sao? Phượng Yên Nhu vội vàng bay đến, đỡ Diệp Húc rời đi. Chờ khi bay ra khỏi tầm mắt của mọi người, Diệp Húc lập tức tế khởi thiên cơ tán, hóa thành một con thuyền con, thúc giục mà nói. Mau đi, mau đi. Sư huynh, chẳng lẽ trưởng tôn thiệp sẽ phái người truy sát chúng ta hay sao? Phượng Yên Nhu vội vàng tế khởi nguyên đan, thúc giục thuyền con, hóa thành lưu quang bay đi, hiếu kỳ mà hỏi. Trưởng tôn thiệp thì không, nhưng mấy lão quái vật phía sau ông ta thì có. Diệp Húc cũng tế khởi cửu đại huyễn đan của mình, nhanh chóng rời đi, trầm giọng mà nói. Bọn họ vừa mới rời đi, chỉ thấy một cái đầu như ngựa, như hươu cực lớn đột nhiên xuất hiện tại vị trí của bọn họ, răng sắc cắn một cái, cắn vỡ mảng không gian kia, cưỡng ép cắn nuốt đi. Đi rồi sao? Cái đầu cực lớn này lùi về trong hư không, chỉ để lại một cái hố tối đen như mực, bên trong truyền đến tiếng ngầm vang nặng nề đến cực điểm. Còn nhiều người chạy nhanh đi. Mà bên trong trưởng tôn phủ, Lý Huyền Tố cuối cùng cũng phục hồi lại chút nguyên khí, sắc mặt tái xanh như trước, im lặng không nói gì. Trưởng tôn thiệp thở dài mà nói. Hiền chất, cháu... Bá phụ, không cần nói nữa. Tiểu tử kia đoạt vu bảo của ta, món thủ lớn này nhất định ta phải báo. Khuôn mặt của Lý Huyền Tố vặn vẹo, hắn ta tính tình cao ngạo, từ nhỏ đã lập chí trở thành Lý Thiên Vương thứ hai. Món vu bảo tạo ra đầu tiên chính là Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp, thậm chí vu pháp cũng là quan tưởng tòa bảo tháp kia. Kiện vu bảo của hắn luyện chế này, từ thời khắc hắn trở thành vu sĩ đã đi theo cùng hắn trưởng thành, thậm chí cùng hắn vượt qua 3 lần sát khí tỷ lệ. Hắn vì nâng cao cho kiện vu bảo này mà hao tốn không ít tâm tư, đem không ít tài liệu thượng thừa đưa vào trong đấy, trả giá hết sức lớn, cuối cùng trở thành thuần dương chi bảo. Mà hiện giờ bảo vật hắn cực cực khổ khổ tạo ra lại bị Diệp Húc một hơi nuốt hết, ngay cả cặn cũng không thừa. Không chỉ có như vậy, từ khi hắn trở thành vu sĩ tới nay, rất ít khi thất bại thuận buồm xuôi gió, lại không ngờ lần này lại bị bại ở trong tay Diệp Húc, ngay cả vu bảo cũng bị đối phương lấy đi. Đây tuyệt đối là một nỗi nhục vô cùng lớn. Diệp phong chủ Hoàng Tuyển Ma Tông không phải kẻ dễ đối phó đâu. Hắn đã chen chân vào trong hàng ngũ nhân vật trẻ tuổi xuất chúng rồi. Trưởng tôn thiệp im lặng một lát, hảo tâm nhắc nhở.
Ta thấy hành vi kẻ này không khỏi nhớ đến Ứng Tông Đạo khi còn trẻ. Nếu hắn trưởng thành, tất sẽ là một Ứng Tông Đạo khác. Hiền chất à, ta cảm thấy món thù này của cháu không bằng tạm để đó kia. Lý Huyền Tố từ từ phun ra một ngụm chọc khí, thần thái khôi phục như thường, thản nhiên mà nói: Đà tạ bá phụ đã nhắc nhở. Lần này ta bại trong tay của hắn chỉ là do sơ suất. Chờ khi tìm được một kiện vũ bảo tốt rồi, giết hắn dễ như trở bàn tay thôi. Thực lực của hắn cùng với Diệp Húc quả thật không chênh lệch lắm. Nếu không phải hắn mất đi tiên cơ, bị Diệp Húc đè ra mà đánh, nói không chừng còn có khả năng thắng. Trưởng Tôn Thiệp thấy hắn tâm ý đã quyết, thở dài mà nói: Hiền chất, cháu hãy cẩn thận. Phù chú, thật sự phải phái người đi Quan Tinh Phong, Hoàng Tuyển Ma Tông buổi tối với tiểu tử kia hay sao? Phía sau Trưởng Tôn Thiệp, lão già râu dài mi trắng, mặt mang vẻ không cam lòng, dò hỏi: Nếu chúng ta làm như vậy, chỉ sợ Thiên Vương Phủ sẽ không vui đâu. Không sao, dù Thiên Vương Phủ không vui cũng sẽ không nói gì cả. Trưởng Tôn Thiệp trầm giọng nói: Dù sao lần này cũng là Trưởng Tôn Phủ chúng ta đối lý, không đúng lúc ngăn lại tranh đấu. Diệp Phúc, Diệp Thiếu Bảo không phải vật trong ao, làm bạn với hắn sẽ tốt hơn là đắc tội với hắn. Nhị Thúc à, ta biết Thúc tế khởi nguyên thần đuổi giết hắn, nhưng chỉ một lần này thôi, lần sau không được lấy lý do này nữa. Lão già kia cười lạnh mà nói: Phủ chủ, người nhát gan quá rồi đấy. Tiểu tử kia chỉ là một thằng nhóc mù loà, nếu nó không phải vật trong ao, vậy thì giết nó đi, xong hết mọi chuyện. Nếu không giết được hắn ta, với Trưởng Tôn Phủ ta mà nói, chính là họa diệt môn kìa. Trưởng Tôn Thiệp hừ lạnh một tiếng, điềm nhiên mà nói: Nhị Thúc, Thúc phải nhớ kỹ, ở Trưởng Tôn Phủ ta là phủ chủ, mà không phải là Thúc kìa. Rồi ông ta phất tay áo nói: Thúc đi xuống đi, bảo Trưởng Tôn Thịnh chuẩn bị chút hậu lễ đưa đến Quan Thanh Phong bồi cái thất lễ này, nhớ kỹ đừng gây thêm phiền toái. Lão già kia sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tức giận mà rời đi. Diệp Phúc một đường đi nhanh, hai ngày sau rốt cuộc cũng đi vào trong Miêu Cương. Phương xa đó chính là Thập Vạn Đại Sơn. Chỉ khi đi vào Thập Vạn Đại Sơn, đó là phạm vi Hoàng Tuyển Ma Tông, dù là đám cường giả Trưởng Tôn Thiệp kia cũng không dám gây sự trong địa giới của Ma Tông, nếu không đến bao nhiêu liền diệt bấy nhiêu. Tới đây rồi bọn họ mới coi như là an toàn. Diệp Phúc cuối cùng cũng tiêu hóa xong Linh Lung Hoàng Kim Bảo Tháp. Tòa bảo tháp này nặng kinh người, khiến cho Thư Thiên Thập Đạo của hắn đột phá tiến vào đệ bát trọng. Phượng cô nương, cha của cô chiếu lệnh thiên hạ, chỉ sợ ta đã là địch của tất cả tài tuấn trẻ tuổi rồi, ngày sau e là sẽ không dễ chịu cho lắm đâu. Diệp Phúc cười nói. Phượng Yên Nhu lo lắng không yên, đang định an ủi đã thấy Diệp Phúc một bộ dạng không hề lo lắng, ngược lại còn mỉm cười, trong lòng không khỏi buồn bực. Diệp Phúc tiếp tục nói. Nhưng mà có thể quyết đấu cùng anh hào trong thiên hạ, đánh bại từng người rồi dẫm ở dưới chân mình, đoạt lấy cuộc cải của bọn họ, đây quả thật chính là chuyện làm ta hưng phấn mà. Bên trong lời nói của hắn mang theo hào khí không gì sánh được. Ta đang lo không có đủ tài liệu và linh khí để nâng cao tu vi bản thân, những kẻ này tự đến cửa quả là hợp ý với ta. Từ trước tiên này vu hoàng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ta liền dùng thi thể của những kẻ này đắp ra một con đường vu hoàng vậy. Phượng Yên Nhu hoảng hốt, trong mắt tràn đầy khâm phục, thầm nghĩ: Muội không có dã tâm lớn như vậy, muội chỉ muốn đi theo sau huynh thôi. Nếu là nhị tỷ Khổng Tức của nàng ở đây, chắc chắn sẽ phải dậm chân răn dạy nàng một phen. Dù sao vài ngày trước Phượng Yên Nhu chính miệng nói muốn đi theo phía sau Khổng Tước, nhìn cô ta trở thành nữ vô hoàng. Diệp Húc mang theo nàng tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, trở lại Quan Tinh Phong, hạ xuống đỉnh núi. Hắn liền cảm thấy một luồng không khí khẩn trương. Trên đỉnh Quan Tinh Phong không biết bao nhiêu nô bộc bị đè quỳ xuống đất hướng tinh chủ đại điện, mà Hoàng Sán lại quỳ ở trước nhất, thần thái đờ đẫn. Hoàng Sán đứng lên. Diệp Húc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói. Vị đại hán mặt chữ điên này thân hình hơi run lên, lại vẫn không đứng dậy. Diệp sư đệ, vì huynh không cho nó đứng dậy, nó sao dám đứng dậy đây? Lúc này Ngụy Hiên chậm chậm đi ra từ tinh chủ đại điện, cười khẩy mà nói với Diệp Húc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 69 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở tập 70 sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.